Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái dòng chơi kiển bonsai rất là đẹp luôn, đó chính là cây gỗ hoàng dương đó quý cô chú anh chị. Thì cái này thì Ngọc Ngân chưa có uống sữa, Ngọc Ngân sẽ để trở về cho quý cô chú anh chị mình có thể sáng tạo theo những cái ý thích của mình. Thì cái dòng này thì là cây giống nhỏ quý cô chú anh chị, nó cao khoảng 30-40 cm. Và những cái chi cành này nè, về thì mình sẽ dùng những cái dây mình uống sữa như mai với quý cô chú anh chị, thì chơi kiển rất là đẹp. Quý cô chú anh chị thấy cái bộ rễ của cây thì nó rất là nhiều, khi mà càng lâu năm á thì mình sẽ nhìn những cái thân cây nè, nó rất là gồ ghề, nó rất là xù xì, nó tạo nên một cái vẻ đẹp rất là đẳng cấp cho cây gỗ hoàng dương. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cái cây gỗ hoàng dương, cây nhỏ cho đến cây lớn, thì Ngọc Ngân còn nhiều cây lớn nữa, thì quý cô chú anh chị thích cỡ nào thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé.